365 ngày lại trôi qua, 8760 giờ lại chưa xa. Tết đến xuân về năm mới cần kề, và giao thừa đã tới rất cập kê. Nhào kéo chèo 4321 cùng ly mình lao đèo, không biết xung vầy xung quanh tận huyền nào, pháo hoa ngập trời đêm nay ngủ thế nào. Gặp người ta chúc xuân này, chúc nhà nhà một năm no ấm đủ đầy, thêm một tuổi mới gặp nhiều điều may, anh em cầu được ước thầy. Người ta gọi đây là Tết cổ truyền, với những tập tục đã trở nên phổ biến. Mâm ngũ quả trên bàn là tổ tiên và bánh chưng xanh có cả một câu chuyện. Yeah. Chắc mà thế là hết năm này, ngoại phố buôn bán mưa sắm mang say, nhạc xuân ngân nga, chỉ muốn về nhà. Thế là Tết đã đến thật gần, cảm giác nao nức vẫn giống bao lần, chợ hoa đông vui. फोटो का आवश्यकता नहीं है।